Rồi anh Toàn ơi, nay mình giao lưu với anh em cái lô mai đầu năm này là địa chỉ năm đâu hả anh Toàn? Dạ, là nói đầu tiên nay là mùng 4 Tết, em xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Dạ. Nhân lời năm mới, em xin chúc quý vị các bạn một năm tràn đầy hạnh phúc, niềm vui bên gia đình và một năm tràn đầy là mừng ăn phát đạt nha. Dạ. Dạ, hiện tại cái lô mai này em để ở nhà là ở Xuân Đông chợ gạo Tiền Giang nha cô chú anh chị. Số lượng em cũng ít, mùng 4 đầu năm em để cái giá là thiệt rẻ cho cô chú anh chị. Mình có một cây mai đế đẹp, bông đẹp, bông thơm luôn cô chú anh chị mình về chơi. Hiện tại em có hai lô bự và nhỏ. Mình giới thiệu lô bự trước hay sao Phương? Dạ, lô bự sao anh Toàn? Dạ, cái lô bự này thì hoàn toàn đế đẹp chăm chăm hết. Bông thì bông cực kỳ thơm. Cánh là cánh chuẩn giảo chăm chăm của chú anh chị mình cứ yên tâm ha. Cái lô bự này em có khoảng 80 cây. Hiện tại em bán giá xô hết 80 cây hoặc là bán lựa cái bự. Xong cái nhỏ em bán riêng tùy theo cô chú anh chị mình nhu cầu mình như thế nào ha. Rồi cái lô bự này là giá sao anh Toàn? Nếu cái lô bự này cô chú anh chị mình mua hết 80 cây thì em để giá là 550 ngàn một cây. Em rồi. bao ship 200 km. Rồi vậy em khoái quá em lựa là bự không được không anh Toàn? Nếu mình lựa 40 cây bự hoành dao động cỡ chừng 20-25 á thì em để giá là 650 ngàn. Dạ. Còn muốn lựa nhỏ, cái hàng nhỏ rớt lại thì giá là 450 ngàn, cũng là bao ship luôn. Ví dụ em chốt hết cái đó mình có hỗ trợ anh em gì không anh Toàn? Chốt hết đúng không thì cái lập lá đầu năm chút đỉnh cho anh em và bao ship tới nhà cho anh em luôn. Dạ. Rồi còn cái loại thứ hai là cái loại sao anh Toàn? Cái loại thứ hai là cái loại là em lấy những cái hộp của cây này em trồng cây đó nó ra những cây con á thì cái giá nó rẻ hơn tại vì cây nó hơi nhỏ. Nó khoảng 150 cây thì em để với cái mức giá là 13.500.000, em bao ship 200 km luôn, là 50 cây anh, 90 ngàn, 90 mấy ngàn gì đó. Dạ. Rồi giờ cái loại một là loại này hả anh Toàn? Đúng rồi, loại một là cái loại cây to có 80 cây là giống như vậy. Đây sẽ quay cho anh em tham khảo một vòng nha. Cái đế loại này là nó chiều cao nó tầm khoảng nhiêu hả anh Toàn? Chiều cao giờ là cũng 1.5m tới 1.7-2m đi. 1.5m ăn lên nha anh em ơi. Nói chung 1.5m ăn lên. Đây cái dàn cây bự nè anh em. Cái này là đế hả anh Toàn? Đúng rồi, mai đế 100% hết. Đây nè. Anh Toàn để nhẹ bàn tay cho anh em hình dung luôn anh Toàn ơi. Đây. Đây, nguyên cái dàn đế nè. Sao mà đâu hoành thử cây này luôn đi. Dạ. Cho nó dễ. Rồi cái này là 24. 24 hoành nha anh em. Đây, anh đo sát. Bên này cũng vậy anh em. Nói chung là mai đế nha anh em. Rồi mình sẽ gảo dài phía trong cho anh em tham khảo hết cái lô này. Nguyên khu vực này là cái lô lớn hả anh Toàn? Đúng rồi. Đây anh em. Giá hữu nghị cho anh em đem về anh em nuôi lại nha anh em. Này. Trong đế còn cái này anh em nhìn là hơi bị ghiền luôn á. Đây có những cái cây này anh em. Mặt bông nè anh em. Bông rất là đẹp nha anh em. Đây, bông khít nè. Đẹp và rất là thơm luôn. Bông thơm luôn hả anh? Đúng rồi. Rồi, đây sẽ quay cận cho anh em tham khảo nha. Đây dàn đế nè anh em. Cái này mình xuống đây là mình lựa nha anh em. Mình anh Toàn cho anh em lựa nha. Lựa chọn mình mua 20 gốc bán không anh Toàn? 20-30 gốc bán chứ thì mình thương lượng giá thôi ha. Trời ơi, coi dàn đế nè anh em. Đây nguyên cái bộ đế nè anh em. Đế bung đều bốn mặt hết nha. Đây mai đế thích hợp cho anh em về anh em nuôi lại nha. Bông nó chùm chùm nè, có mặt bông sẵn hết trơn nha anh em. Bông 7-8 cánh nè. Đây. Nguyên cái mặt đế. Rồi tiếp tục mình sẽ gảo hết cho anh em một vòng qua. Đây có những cây nó rất là lớn nha anh em. Cây này khoảng nhiêu hoành anh Toàn? Đo thử cây này anh Toàn. Thấy nó lớn quá lớn. Nó chắc có tầm khoảng có chừng 24-25 hoành. Anh em nào mà xuống sớm thì anh em có thể mình xuống mình lựa nha anh em. Quá trời cây bồ đế nè. Có 500-600 ngàn mà anh em mua cây mai này về chơi rất là xứng đáng nha anh em. Rồi. Nhiêu anh Toàn? 25 hoành. 25 hoành. Anh đo thử cái nồi luôn anh Toàn. Nguyên cái nồi đế nó khoảng nhiêu anh Toàn? Nồi đế nó khoảng 80 á. 80. Đây nè. Nguyên cái dòng bồ đế nè. Cây đế đều đẹp nha anh em, hoàn toàn đế đẹp hết 100% luôn. Rồi sẽ gảo dài qua phía bên kia nha anh em, quay hết cho anh em. Nói chung thì lô này toàn là đế không anh em ơi. Đây cây nè, đế nè anh em, bên đây cũng vậy anh em, nguyên cục đế. Cái này là nguyên này cái này bộ đế nôm sổ cực kỳ đẹp luôn. Có những cây này anh em nào xuống sớm thì anh em lựa tước nha anh em, bông thì nó chùm chùm ha. Rồi nguyên cái dàn tàn, cái tàn nó khoảng nhiêu mét hả anh Toàn? Cây này thử anh Toàn. Tàn thì nó tùy theo cây. Rồi. Tán ngang cây này nó tầm khoảng cỡ 1m3. 1m3 là cái đường kính ngang nha anh em. Rồi em sẽ quay hết cho anh em một chồng của cây bồ đế nha. Cây này cái cối luôn á anh em. Mình đo thử thông số luôn anh Toàn. Cây liền lạc đẹp nha anh em. Cái này hoành, cây này là 27. 27 hoành. 27 chuẩn luôn. Rồi tiếp theo anh em, đây sẽ có những cái mặt bông này nó ra bông vậy nè anh em. Nó ra bông chùm mà nó ra nhiều cánh vậy nè anh em. Chùm chùm vậy nè. Rồi cái loại 2 là cái loại nào đó hả anh Toàn?
Hai giống chẳng hạn như mấy cây này là loại 2 nè. Đây, mấy cây này là thuộc loại 2 anh em. Đó là em trồng lấy những cây hạt của cây to, em trồng những cây nhỏ là dạ. Bông của chú anh chị mình tham khảo nè. 90 mấy ngàn luôn. Một cây nha anh em. Có 90 mấy ngàn một cây thôi. Anh em nào mua xô thì ảnh có cái lọc đầu năm cho anh em nha. Rồi mình tiếp tục gảo dài phía trong đi anh Toàn ơi. Đây, anh em nào nuôi lại thì mình tham khảo cái lô này nha anh em. Dài vô phía trong cho anh em để anh em mình dùng nha. Đây những cái cây này loại 1 hả anh Toàn? Đúng rồi, cái loại 1 đó. Cái củ đế này nè, hết hộn củ đế. Đó là chưa khai thác luôn á. Dạ. Rồi. Trong đây thì cây này là thuộc loại 2 hả anh Toàn? Đúng rồi, cái này là loại 2, có khoảng 150 cây. Quá trời cây mặt bông nè anh em. Từ trên đây mà dài xuống mà anh em coi bông nè. Bông chùm chùm luôn nha, nhìn khá là phê nha anh em. 90 mấy ngàn một cây nha anh em. Đây. Ví dụ anh em nào mua không hết, người ta cắt khúc ra mình bán không hả anh Toàn? Bán chứ, nếu mà muốn mua phân nữa thì có gì hả, cái gì mình nói chuyện lại cái gì tiền xe, tại vì bán giá có 150 cây em bán có 13.500.000 à. Là có mấy chục ngàn cây không được, mấy chục ngàn cây. Rồi. Đây những cái cây này là thuộc loại 2 nha anh em. Đúng rồi. Những cái cây này trung bình nó chiều cao nó tầm khoảng nhiêu hả anh Toàn? Chiều cao dao động có từ 1 tới 1,5 đi. 1 mét đến 1,5 ha. Cái hàng nhỏ này cũng có đế nha anh em, mà thì mình không có cần khai thác nhiều. Hàng nhỏ giờ mình dâm lại thôi. Đâu mình đo thử thông số nó khoảng nhiêu hả anh Toàn? Mấy cây này nè anh Toàn. Chúng mình đo đại cây này đi. Dạ. Đấy. Nguyên lô này anh em. Cây này thì hoành nó là 15. 15 hoành. Cái rồi. Này mình tính nó dao động từ 10 tới 15 là chắc cú. Đây mình sẽ gảo hết cho anh em một vòng. Anh em thích lựa thì anh cho anh em lựa nha. Còn anh em muốn cắt khúc thì anh cắt khúc. Những cái cây thì nó có mặt bông sẵn lên trên cây này nè. Cây rất là đẹp nha. Nhưng cái lô mai này bao bông đẹp chăm chăm cho anh em. Đây, luôn. Vàng bông thấy xịn sò không anh em? Nhìn thấy là phê ngay. Cái này thì mức giá khá là hữu nghị, thích hợp cho anh em nào đem về mình nuôi lại nha. Rồi mình nhắc lại cái địa chỉ luôn anh Toàn. À, hiện tại địa chỉ em là xã Sơn Đông, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Hôm nay em có hai lô mai bự và nhỏ. Lô mai bự có khoảng 80 cây. Nếu mà cô chú anh chị mình mua xô hết là em để giá 550 ngàn một cây. Rồi. Em bao ship là 200 km luôn. Dạ. Còn cái lô nhỏ này là khoảng 150 cây. Em tính giá là 13.500.000 em cũng bao ship cô chú anh chị mình luôn. Dạ. Cái giá là để cho anh em tham khảo nha. Còn anh em nào mà mình có xe tới chỗ thì anh sẽ giảm cái tiền xe lại cho anh em ha anh Toàn. Dạ, như tiền xe em 2 triệu đi, có xe là chở thì em bớt đi 2 triệu trên một cái lô đó luôn. Chứ dạ. Cái lô này cô chú anh chị có xe là chở thì em để giá là 11.500 bớt lẻ 500 luôn cũng được, không sao hết. Dạ, vậy quá rồi. Ok anh em ơi. Rồi cuối video mình có nói khán giả không anh Toàn? Dạ, em xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị các bạn đã dành chút thời gian xem video của em nha. Có hợp nhãn cứ alo cho em. Dạ, cuối năm đầu năm em kính chúc tất cả cô chú anh chị một năm tràn đầy hạnh phúc ạ. Dạ. Rồi anh em nào thích thiện chí cứ liên hệ trực tiếp với anh Toàn nha, qua số điện thoại phần tiêu đề. Rồi bảo đảm khi anh em xuống giường anh em có chốt nha anh em.